Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, cho mình gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đã luôn xem và ủng hộ kênh YouTube của mình. Hôm nay mình vừa đi siêu thị về, mình mua được một cái bình đây mọi người. Đấy, đây là một cái bình này, gọi là một cái bình hút lọc mọi người nhé. Mình vừa đi siêu thị mình mua được, thế là mình về là mình quay luôn cho mọi người xem đây mọi người ạ. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ cho mọi người xem cái kích thước số đo của cái bình này đó, xong rồi mình sẽ cho xem dấu cho mọi người nhé. Mình đo chiều cao cho mọi người xem này. Chiều cao của cái bình này là khoảng 37,5 mọi người. Khoảng 38. Đúng rồi, khoảng 38 mọi người, chiều cao khoảng 38. Chiều rộng của cái miệng bình. Chiều rộng của miệng bình là 14,5. 14,5 mọi người nhé. Chiều rộng của cái miệng bình là 14,5. Còn chiều cao của cái cổ bình thì lên cái miệng này này, từ đây này mọi người. Đấy. Nó vào khoảng vào 17, 17 phân mọi người. Cái cổ này để mình đo cho nó xem là nó cổ nói là vào 9 mọi người. Cổ đây vào 9. Cái bụng của cái bình này, đo xem cái bụng của cái bình này bao nhiêu. Cái bụng của cái bình này vào 24 mọi người, vào khoảng 24 25 ấy, 25. Ở khoảng 25 mọi người. Ê, cái bình này là bình của Cutani mọi người nhé. Đây. Đấy. Cutani đây. Cái bình này là thực ra là nó cũng khá lâu đời đấy mọi người. Đấy, bình này rất là đẹp luôn, họa tiết vẽ bằng tay mọi người nhé. Bình này họa tiết vẽ bằng tay. Trên này đây mọi người. Vẽ bằng tay, đây là con bướm này mọi người này. Ở cổ này là vẽ con bướm. Đấy, đây là khung cảnh, đây khung cảnh hữu tình mọi người. Đây, một bức tranh này, đây bức này nữa là hai bức tranh mọi người. Đây, cái bình này là có ba bức tranh mọi người nhé, ba bức tranh luôn, rất là đẹp luôn, họa tiết vẽ bằng tay mọi người. Cổ này là vẽ hoa anh đào này mọi người này. Cái bình này rất là đẹp luôn mọi người, mình thấy rất là ưng luôn mọi người. Đây, chuyện của nó đây, chữ ký Cutani đây. Đấy, mọi người nhìn nhá, chữ ký Cutani. Mọi người ơi, ai mà xem video này của mình ấy mà muốn mua cái bình này ấy, thì mọi người cứ liên hệ với mình nhé. Mọi người liên hệ mình qua số Zalo. Số Zalo của mình là 0962 949 668. Cái số đấy thì các bạn gọi vào, nếu mà có ai mà muốn mua cái bình này gọi vào thì là chỉ có ở Việt Nam nghe được thôi. Cái số đấy bên mình vẫn để ở Việt Nam mà bố mẹ mình dùng. Mình sang bên này thì mình chỉ dùng Zalo của số điện thoại đấy mọi người. Nên là mọi người muốn mua thì mọi người cứ liên hệ qua Zalo mọi người nhé. Zalo hoặc Facebook nhé, mình để ở phần mô tả ấy mọi người. Mình thì đang ở bên Nhật này thì mình các bạn liên hệ với mình bằng Zalo này, Facebook này, Viber này, Line này. Mình đều 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 có tất cả mọi người nhé. Đấy. Mình dán thông tin liên lạc ở phần mô tả ấy mọi người. Đây mọi người nhìn vẽ đẹp không, rất là đẹp luôn, bình rất đẹp luôn, cốt gốm cốt cứng mọi người nhé. À. Mình đặt đặt xuống cho mọi người xem. Đấy, cốt cứng, đây. Men dạn mọi người nhìn đây, bình này rất là đẹp luôn, bình hút lọc quá là tuyệt vời luôn mọi người. Đây, mình quay lại chi tiết cho mọi người xem này, họa tiết của nó nhé. Mình thấy cái bình này họa tiết nó khá ok đấy mọi người ạ. Họa tiết 100% là vẽ tay luôn mọi người nhé. Ví dụ mọi người mua mà về mà phát hiện không phải vẽ tay, mình sẽ đền gấp đôi luôn mọi người ạ. Một em bình hút lọc rất là đẹp luôn. Thôi mình xin phép kết thúc video đây đây mọi người ơi. Thôi mọi người cho mình gửi một lời chào thân ái đến tất cả mọi người nhé. Và chúc mọi người xem video có một sức khỏe thật là mạnh khỏe và chuẩn bị cuối năm rồi lọc quẻ đầy nhà để ăn một cái Tết đầy hoài mọi người nhé. Thôi xin chào tất cả mọi người nhé. Bye bye mọi người. Đẹp quá, quá là phê luôn mọi người ạ.
một cái bình hút lọc quá là đẹp luôn.